Nguy cơ nhận án phạt nặng từ VFF vì hành vi phản cảm, quả bóng vàng Việt Nam nói điều bất ngờ về trọng tài. Hà Nội FC để thua 1-3 trước Bình Định và mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 7 vào tay Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà Văn Quyết vẫn để lại dấu ấn với một kiến tạo giúp Luka quân bình tỷ số một đều. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Bandovic phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Thậm chí Hà Nội FC còn nhận tổn thất lớn khi Văn Quyết nhận thẻ đỏ vì tranh cãi với trọng tài sau trận đấu. Theo báo cáo từ tổ trọng tài, quả bóng vàng Việt Nam 2022 có tác động vật lý với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành trước khi phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải. Nói về tình huống mình phải nhận thẻ đỏ, Văn Quyết cho biết khi kết thúc trận đấu, Quan Văn Chuẩn và Bùi Hoàng Việt Anh có tranh luận với trọng tài. Tôi xuất hiện để can ngăn và cũng có tranh luận với trọng tài. Anh Nguyễn Lê Nguyên Thành có thể đã hiểu nhầm tôi trận đấu đã xong chúng tôi đằng nào cũng thua rồi tôi mong ban trọng tài thông cảm với tư cách là đội trưởng của hà nội fc thực lòng tôi chỉ mong các cầu thủ trẻ như văn chuẩn hay việt anh không xa đà và tranh cãi Nguồn cơn của những tranh cãi đến từ pha phạm lỗi của quan văn chuẩn với tiền đạo Rafenson ở phút 61 khi tỷ số đang là một đều. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải cho rằng cầu thủ của Bình Định bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài biên Nguyễn Lê Nguyên Thành với góc quan sát của mình đã tư vấn để ông Hải thay đổi quyết định tạo ra quả penalty bước ngoặt của trận đấu. Hà Nội FC bị ảnh hưởng tâm lý sau quyết định bẻ còi của trọng tài chính và chơi không tốt trong phần còn lại của trận đấu. Bình Định có nhiều tình huống phản công và nếu dứt điểm tốt hơn, tỷ số đã không dừng lại ở 3-1. Hà Nội không chỉ mất ngôi vô đầu bảng xếp hạng V-League 2023 mà còn mất cả chân sút chủ lực ít nhất ở vòng đấu thứ 8. Thậm chí Văn Quyết có nguy cơ phải nhận thêm án phạt bổ sung từ ban trọng tài VFF nếu có bằng chứng xác nhận anh có tác động nghiêm trọng đến trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành.